Thế nếu anh làm cái đó tốt thì trong quản lý chất lượng thì có cái việc là khắc phục sai lỗi, nhưng mà có cái sai lỗi nó xuất hiện rồi thì anh phải làm sao để nó không lặp lại nữa phải không ạ? Điều này tôi nghĩ cái QA anh được đánh giá là điều rất quan tâm. Cái này có quan trọng không ạ? Quan trọng. Thì ra nếu mà anh nhìn thấy lỗi một lần sau anh không nhìn đến cái thằng quen quen đấy nữa là anh đã hạnh phúc lắm rồi. Vấn đề quan trọng của nhà máy hiện nay là cứ nhìn thấy công quen, đấy công quen đấy nghĩa là công đã xảy ra rồi, nhìn cái lại đấy. Nhưng thực ra nếu mà cái lỗi này nó xảy ra rồi anh cũng loại bỏ được nó thì đã là tốt. Nhưng mà như vậy cũng nguy hiểm, tại vì như thế là nó sẽ có rất nhiều lỗi. Cái gì nó cũng xảy ra một lần thì nó đã là rất nhiều lỗi rồi. Cái chuyện quan trọng hơn về quản lý chất lượng đấy là anh phải ngăn ngừa. Cái lúc trước thì Cương đã nói đến chuyện về quản lý rủi ro, cũng liên quan đến chuyện về ngăn ngừa. Tại vì nếu anh ngăn ngừa tốt thì các sai lỗi nó không xảy ra. Còn anh khắc phục tốt ấy, thì có nghĩa là nó xảy ra lần sau đừng có đến nữa. Thế thì việc của chúng ta các bạn, nếu anh tập trung vào ngăn ngừa thì nó rất là tốt. Và phần đấy là phần quan trọng. Khi anh làm vấn đề về ngăn ngừa tốt, nó giúp cho chúng ta làm được cái việc ấy là làm đúng ngay từ lần đầu tiên. Làm thế nào khi mà cái sản phẩm mới đấy vừa mới giải truyền xong người ta đã có thể làm được? Làm thế nào khi mà cái người công nhân người ta vừa đào tạo xong người ta đưa lên truyền đấy người ta có thể làm đúng được? Làm thế nào khi mà cái khách hàng người ta vừa mới thay đổi một số cái yêu cầu ở trong cái code of conduct của họ đấy mình đã đáp ứng được? Đấy gọi là đúng ngay từ lần đầu tiên. Theo chúng ta thì cái gì nó sẽ quyết định cái chuyện anh có khả năng đúng và đúng ngay từ lần đầu tiên? Nhìn từ góc độ về quản lý chất lượng, cái chức năng mà chúng ta vừa đề cập, thông thường thì chúng ta muốn làm đúng ngay từ lần đầu tiên chúng ta phải tập trung vào gì? Xây dựng tiêu chuẩn. Xây dựng tiêu chuẩn. Và nói rộng ra đấy là việc lập kế hoạch. Khi lập kế hoạch nó tốt thì tăng cường khả năng anh làm đúng ngay từ lần đầu tiên, phải không ạ? Vâng. Ví dụ như là khi ông ai đi chẳng hạn, nếu ngay từ đầu ông lập kế hoạch tốt, ông phân tích tốt ấy, thì đến mức giải truyền được cái là năng suất nó sẽ đúng ngay. Thế còn nếu công nghệ ông hoàn thiện không tốt thì ra ông còn điều chỉnh một cái, có phải không ạ? Thế bây giờ vấn đề là nếu anh làm đúng ngay từ lần đầu rồi thì có nguy cơ thì lần sau nó lại không đúng không? Nó có thể do cái gì? Cơ thể nó không ổn định, không ổn định là liên quan đến các yếu tố mà lúc trước đã phân tích cái MI nó không ổn định phải không? Có thể là cuội vải nó khác, lô nguyên phụ liệu nó khác, có thể là những người công nhân khác, có thể là thời tiết nó thay đổi, hoặc là bản thân có khi là yêu cầu nó thay đổi. Thế thì những cái chuyện về cái thay đổi như thế mà chúng ta muốn làm đúng ngay các lần tiếp theo thì vấn đề chúng ta muốn là những cái hoạt động quản lý chất lượng nó tập trung vào đâu? Kiểm soát. À, như thế nếu anh đúng lần đầu tại vì anh hoạch định tốt rồi thì sau đó anh phải kiểm soát tốt. Tại vì anh kiểm soát tốt anh sẽ biết được cái gì nơi biến động, anh điều chỉnh cho thích hợp, phải không ạ? Anh thay cuộn vải mới, anh thay lô phụ liệu mới, bây giờ cái dây chuyền này của anh tỷ lệ công nhân mới nó cao hơn. À, đấy là những cái chuyện nó thay đổi. Ngày hôm nay thời tiết nó rất là ẩm, ví dụ thế, hoặc là ngày hôm nay thời tiết nó rất là hanh. Có thể là vào những ngày khô hanh thì có khi là chỉ trích nó đứt nhiều hơn. Thì như vậy cái phần này nó giúp chúng ta kiểm soát, nó giúp chúng ta làm đúng các lần tiếp theo. Và sau đó chúng ta có dữ liệu về quản lý thì chúng ta mới có thể coi như là hoạch định cải tiến được, phải không? Khi nhìn được dữ liệu quản lý anh biết vấn đề nào ở đâu thì anh hoạch định được cải tiến. Như thế nói góc độ về quản lý chất lượng nó thấy nó đơn giản lắm. Một là anh hoạch định tốt thì anh làm đúng ngay từ lần đầu. Hai là anh kiểm soát tốt thì anh biết được cái gì nó biến động hoặc là chuẩn bị biến động thì anh có cái điều chỉnh cho nó thích hợp. Và thứ ba là anh dựa vào cái thông tin quản lý. Thông tin quản lý đấy có thể là dựa vào những cái hiện trường anh nhìn thấy hoặc là dựa vào cái dữ liệu mà anh có được, anh phân tích nó thì nó cho các cơ hội để anh làm tốt hơn. Đến cái chuyện của cải tiến, phải không ạ? Và cái việc này thì thực ra là nó có khó không? Khó.
bao giờ như kiểu là lấy vợ lấy chồng phần lớn nó cũng làm đúng ngay từ lần đầu tiên. So với cái chuyện triển khai là đơn hàng thì nó thì hay là đôi khi cho nên là đến mà làm cái đề nghị chấp nhận có nhân nhượng nhiều quá, không phải là đúng ngay từ lần đầu tiên mà chấp nhận có nhân nhượng nhiều quá. Thế nên đấy ví dụ như là bản thân trong ngành may thì càng ngày cái vai trò của đội ngũ mà công nghệ may với đội ngũ về kỹ thuật sản xuất ngày càng tăng lên, cái nỗ lực cho việc chuẩn bị sản xuất nó nhiều hơn và nó làm cho đến kia rồi đến lúc mà anh giải truyền nhưng mà cái thứ nó sẵn sàng nó tin cậy hơn so với lúc trước.